Đây là hàng tuyển Nga. À, Bet Runex à? Ok, Thành Luân, con hàng Bet Runex, Pera lấy trí. Đi ngựa tiếng tàu, đọc phi âm ra cáu. Con tuyển Nga là con gì đây? Chí Sương Gia là con gì? BOE Nga. Quang Đinh à, đúng, Nicolas Suler mùa này chạy siêu nhanh nhá, 100. Ở Trung Đặng à, mùa này do bên Nissan nhá, à, bên Trung Quốc nhỉ. Ở bên Tencent. Mùa này Tencent làm, còn con này thì con hàng sắn chó thì với chỉ số 96 tạm tạm thôi. Nhưng mà giống như mùa TI, mùa TI, ừ TI. Thủ môn. Thủ môn này là con hàng Piatek à hay là gì đấy? Đúng không? Hỏi Piatek mà Piatop cái gì đấy. Con hàng này là chạy 82 Chipu già lắm rồi, già quá rồi. Huỳnh Trọng nhiều con nhé, nhiều con ngon không nhớ được đâu. Con này con gì nhỉ? Nuka. Vâng, tài Chris Bale mùa này ấy, chưa biết được. Cao mét 91, chạy 86, 83, tạm tạ. Bú kẹt chạy 80 là vứt. Thủ môn, bỏ đây, không quan tâm. Đập line, đã lên Blin. Blin đá cả tiền vệ, cả hậu vệ, trung vệ, các thứ đều được. Mét 80, chỉ số đều, một cái dàn kinh vãi. Một chỉ số như Gullit ấy. Đúng là người Hà Lan, họ kinh thật. Chỉ số trông giống như kiểu Gullit, chỉ mỗi tội là người bé quá. Rất đều nha, chỉ số rất đều luôn. Thủ môn con này là con hàng gì nhỉ? Quên mất bố rồi. Mét 87. Nhiều con hàng tên lạ lạ mình quên đích yếu là con gì, Ba Lan đấy. Mong gà Việt Nam đột phá thêm vài con hiếm lên trên đâu, đúng đấy. Nếu Việt Nam có được có, nhưng mà hàng châu Âu thì chắc thế thôi. Trung vệ mét 84. Ayhan, con này Ayhan này. Con kia là Radicky ấy. Ờ đúng rồi. Thủ môn này thấy nhiều người dùng Radicky ở Saun. Còn con này con Krychowiak à. Curly Weya Chí Krychowiak á. À. Phi đâm tiếng tàu bực hết cả mìn. À, đây là con Romero à đúng không? Hay Ribeiro. Đậu nành rau má. Hàng này là hàng gì? Mã Ly. Cái gì? Mã Ly Chi Nốt là cái gì đúng không? Bị ngựa. Những hàng dị dị bẩn bẩn. Con gì mà chạy 92, à mét 92 mà chạy 95 đây. Tứ Mỉ La. Là con gì? Tứ Mỉ La ớ. Demiran này hay là gì? Con này chỉ số kinh vãi, mét 92 chạy nhanh. Guerrero ở con là con Guerrero, còn con kia Yamolenko á, con nào? Con này là Yamolenko đấy, à đâu? Saun. Đâu làm gì phải, con này phải mang Yamolenko đâu, mét 81 rồi mà. Malinovsky còn Demiran đúng không? Rồi. Tớ Mỹ là ở Demiran. Thể hình lại nhỏ mỏng. Mét 92 như thể hình mỏng, cắm lọ vãi cả nhà. Demiran rồi. Tìm Juve. À Juve cơ á, thôi chết. Đâu xem nào, Piemonte. Đúng rồi, Piemonte đây rồi. Demiran tương lai CB Juve. Xem 98 chạy nhanh vãi nồi, tìm Juve ngon đấy. Tìm Juve có trung vệ ngon đấy. Vâng, tâm nhẫn à, xem Torres. À, Torres, ai hỏi cái Torres đá vòng loại Euro 20 không bạn ơi? Chỉ hỏi thế thôi được rồi.
Món hàng Babel, chắc là ngon nhất trong các mùa đây nhỉ. Ryan Babel dành cho Hà Lan. Đá trung vệ, à không, đá tiền vệ đúng. Tiền vệ cánh à, tiền đạo cánh này. Và tiền đạo cắm thì không ngon. Đá chạy cánh thôi, này chạy cánh thôi. Man City Bernardo 100 chỉ số chán đúng không? Bernardo mặc dù chỉ số 100 thật nhưng mà chỉ lại chán. Mấy con thủ môn chắc không cần quan tâm. Còn là con Hennessy thì phải. Ê, Perisic à? 2 trên 5, 5m86 này. 4 sao này, chạy 99. Con này Perisic so với con ấy thì như nào nhỉ? Xử sao này nhé. Perisic. Như nhau cả. Về chỉ số thì ôi con này ngon thế. Mùa LH trông vẻ ngon hơn các bạn ạ. Mùa này chỉ được hơn một tí về khả năng dứt điểm thôi. Và thêm cái khoản gọi là dây bóng 101. Nhưng về sút xoáy với đá phạt thì kém hơn con này. Về thăng bằng kém hơn con này. LH thăng bằng tốt hơn. Thể chất ngon hơn rồi. Như vậy bỏ luôn nhá. Mặc dù chỉ số có vẻ cao nhưng mà ấy, thực sự thì mùa LH ngon hơn. Mùa LH thể chất ngon hơn. Dứt điểm ngon hơn, thăng bằng hơn tí, sút xoáy hơn, tạt bóng hơn, tăng tốc hơn, lực sút sút xa hơn, chọn vị trí hơn rồi. Chắc chắn Perisic mùa LH ngon hơn con hàng này. Cùng lương luôn. LH hơn về rất nhiều. Hơn cả đá cánh, hơn hết luôn, hơn hết. Con này được mỗi cái phải dây bóng. Dây bóng là cao hơn là 101 thôi. Vậy phản ứng mình có 2 điểm nhìn rồi. Nói chung là nhìn rồi. Kevin chỉ số 97 và chạy siêu chậm nhé. Kevin De Bruyne chạy 80 nên là siêu hàng lở. Tiếp tục soi nào. Perisic BOE như nồi, nói chung là như nồi. Không quan tâm con hàng củ nồi này. Đâu nhà mình đang đến đoạn nào nhỉ? À đây. Perisic vứt, Perisic vứt nhé. Agnoto à, Agnoto này có bằng muối không nhỉ? Agnoto Vic mùa này chân 4 chân 5 sút xa được, 4 sao kỹ thuật. Con này cũng có khi ngon này. Cộng 5 lên chỉ số 100. Chạy 98 99. Thăng bằng có, phản ứng có, đánh đầu có, sức mạnh có. Bình tĩnh quyết đoán có. Hiệp ITC đều lởm em ơi. Perisic kể cả cái ấy nhá. Perisic kể cả mùa BOE cho đá cắm mà cũng chỉ số vẫn kém hơn. Chá rằng. Vâng, Ibra da trắng, thế Ibra gốc da gì? Còn Antonovic này hơn LH đúng không? Được, thế là ngon rồi. Thủ môn thì Chesney như nồi. Con hàng này là Kamin Glik. Đấy, Glik thì mét 90. Kamin Glik đầu tiên có quả chỉ số chạy được đỡ đỡ đấy. Hàng này hàng Monaco. Hay đấy, hàng Kamin Glik. Trông cắm đấy, tôi kệ đấy, quan tâm đó đấy. Giả lắm. Củ nồi, what the fuck. Mét 93 chạy 82 ông nào đây. A ná. A ná Du Du Cưa. A ná Du Ly. Anatoly à? Sao lại? Là con gì nhỉ? Vâng, Ibra tóc trắng đấy, Tuấn Đạt, ông nói Ibra da trắng. À, rồi. Bashoy 2 chân 55 rồi. Tấu hài mà còn được 2 chân 55 thề. Mét 85 nặng 91 cân. Ui, đánh đồ mạnh, tinh tế, 4 sao kỹ thuật. Hay đấy, à, Chelsea. Cộng 5 lên chỉ số 100. Ủa ôi, 5 sao kỹ thuật chỉ số 100. Hai chân 55 ơi, được đấy, đủ rẻ luôn, như bọn tàu nó làm chỉ số hài mãi căn nhà ấy. Ôi chỉ số thăng bằng cao thật, được được. Ui Vatsai thanh niên đấu hài cười chết mất, đủ đánh nhồng mày. Sợ luôn rẻ, cao mét 85 nặng 91 cân, rất khéo nhá, rất khéo leo thế kinh. Đấy, thăng bằng phản ứng kinh vãi nồi, đánh đầu sức mạnh, bình tĩnh cơ, này còn bình tĩnh cơ. Bình tĩnh các bạn ạ. Ôi sợ vãi cả. Đấy, cố lên cộng 5 team Chelsea chứ. Hai chân 55. Hay của nó đấy. Hay đấy, hay đấy. Cá nhân.
Học Nguyễn không có Pogba, đúng rồi. Pogba ở mùa Euro này không được đá. Vòng loại Euro Pogba chấn thương nên không được đá. Con này con gì? Cavahân à? Cavahân nhìn rồi. Cút. Chỉ số BOM bên mình sẽ khác với Trung Quốc không? Không khác. Không khác. Cherisev. Ui rồi, Cherisev chấn thương. Nhưng mà tốc độ ngon này. Khả năng tốc độ dứt điểm và khéo léo, chân 5 chân 4 thì nhỏ mỏng. À Pogba có nhiều lởm á? À rồi ok. Pogba lởm chứng tỏ là bị chấn thương nhiều nên là vứt. William Cavanho à, đúng không? Cavanho đúng không? Cavanho. Alo Cavalier chứ. Cavalier. Chạy chậm quá, Cavanho chạy chậm quá. Belotti đã từng được coi là một trong những cái tài năng ui rồi lại chân 5 năm. Bọn tàu nó lạm dụng. Bọn bên tàu nó lạm dụng là làm ông nào đa phần là hai chân 5 năm nhiều, đến Batshuayi còn hai chân 5 năm. Belotti hai chân 5 năm làm vớ vẩn. Có con gì nhỉ? Lúc nãy có con gì hai chân 5 năm mà khắm lọ nó quên bố rồi. Ui. Hàng này là hàng Goretzka đúng không? Kulisuka đúng không? Goretzka. Chỉ số 94 hình như là con này ngon nhất trong các mùa đúng không? Cherisev đúng không? Học Nguyễn có nhé, BOE sẽ về Việt Nam chắc chắn 100%. Chắc tháng 7. Được đấy, con này đẹp đấy. Ui. Đúng là con ngon nhất các mùa đây rồi. Bảo sao cháy hàng. Đẹp đấy, Gullit phiên bản Đức. Ngon nhá. Ngon vãi cả nhói luôn. Goretzka này thì thôi, 19 TS vứt rồi. 19 TS của tôi vứt rồi. Mùa này ngon quá. Lương 18 đẹp vãi, trời ơi lương 18. Chỉ số 100 nếu mà đập cộng 5. Quá đẹp. Quá đẹp. So sánh nhỉ? Rồi để tôi so sánh luôn Goretzka. Cô lấy sức cả. Ui giời. Ui. Cùng lương 18. Cùng lương 18 là nhẹ cân đi. À, ông này bị nhẹ đi bởi vì chắc là bị teo mông rồi. Teo mông đi mất. Mất ma tốc độ. Mất ma tốc độ. Hơi tiếc nhỉ. Mất ma tốc độ thì hơi tiếc. Nhưng mà chỉ số đều vãi cả nhà ấy. Cả ba chỉ số, cả trung tâm tấn công hay là CDM đều bằng nhau hết. Nhẹ cân hơn và mất ma tốc độ. Học Nguyễn có rồi bạn ơi. Mùa này có trong FO4 rồi. Nhưng FO4 Trung Quốc. Chỉ số kinh vãi lên hơn tất cả. Đấy cái chỉ số thủ môn cũng lên. Kém mỗi cái khoản đó là tầm nhìn. Chả làm cái quái. À, không sao. Ma tốc độ ở vị trí CM chắc không quan trọng lắm anh em ạ. Chúng ta chấp nhận đi. Chúng ta cứ đâm con này đi. Con này cộng 5 cái chỉ số 100 mà lương vẫn 18. Đúng rồi, không cần ma tốc độ. Không cần nhé. Chúng ta đích cần nữa. Chúng ta chỉ cần quan tâm là bây giờ là có chỉ số ngon vãi nổi cho Goretzka. Cô lấy sư khả đâu rồi? Ai Bruno. Bruno hàng MU bị cháy hàng đây rồi. Chào Nguyễn An nhé. Qua nữa rồi. Mất ma tốc độ nên cái khả năng xâm nhập vòng cấm nó không được lướt nhanh nữa. Tôi kệ thôi. Bruno thì bình thường. Bruno mặc dù lên 94 nhưng mà trông chỉ số bình thường lắm. Hình như chỉ số này nó phòng thủ nhiều hơn đúng không? Phòng thủ cao hơn tí. Đều, chỉ số rất đều từ đầu trên xuống dưới. Trừ khoản đó là cướp bóng. Phan Phan đúng rồi. Hello bạn Vũ Hữu Điệp nhé. Ma Gai xem qua rồi, nhìn rồi nhé. Ma Gai đã qua và nhìn rồi. Tylerman đúng không? Một con hàng chạy rất chậm. Tí thai mản. Sao lại thế? Chí lái. Manchi. Barella.
Bruno yếu, ở hơi yếu thật. Hàng này là hàng bên hậu vệ trái, là con hàng Chilwell đúng không? Ben chim to, được rồi. Còn có hàng này là con gì đây? Tu ấy Âu là con gì? À đâu, Tu Tu ấy Âu là con gì? Sao lại mùa phần team Phần Lan có mấy con hàng đọc khó nhỉ, tên tiếc các kiểu. Ok, cảm ơn bạn Vũ Hữu Điệp. Qua đúng Bruno mà không mét 8 thì cũng bỏ. Hợp lý. Con hàng này là con hàng gì nhỉ? Simon Kier đúng không? Tí xem kỹ bêu hả? Ok, Marco Roy à. Thương thật. Thương Roy vãi. À, Thế Nguyên hợp lý em ơi. Nói câu hợp lý quá. Còn con này là con hàng Thổ Nhĩ Kỳ. Con gì nhỉ? Con Tô Sun này đúng không? Tô Sun, ở hình như Tô Sun cái đĩa ngựa. Chào Văn Đức nha. Thủ môn đờ ghẻ phản ứng 1-1 này. Ôi, cái mùa này tôi nhận ra một điều đó là ấy, nhiều cầu thủ trong đây bị bọn tàu nó nhét vào là dạng kiểu hai chân 5 năm nhiều này, hai chân 5 năm nhiều. Thủ môn thì hay có một đối một nhiều, là hai cái điều mà tôi phát hiện ra. Rashford qua rồi nhá, Rashford chỉ số 97 qua lâu rồi. Qua lâu rồi thì thôi, tí nữa xem lại xong hoặc không thì thôi. Con này là con hàng gì nhỉ? Insigne. Rodrigo. Nguyễn An đúng rồi, mùa LH có thêm Angri, tí nữa xem sau. Trung vệ của Áo. Chim thưa lấy cứa là con gì? Hồng Linh gắt đi nhô ạ, rồi ok. Có Pogba nhưng chỉ số thấp nhé, chỉ số 91 vứt đi. Pogba chỉ số như nồi vứt đi. Haza ớ à, rồi Haza ớ. Đây là Thóc Gan đúng không? Thóc Gan Haza. Phan Tấn chưa nhá, tí nữa mới đến mùa LH sau. Tây Ban Nha. Mét 80 hay là con gì nhỉ? Chân trái. Mùa lấy thả con gì? Chía La Tứa. Gerard Moreno à? À đúng rồi, Moreno. Gerard Moreno, cái đi ngựa nhỉ nó. Chía La Tứa. Khốn nạn. Hàng gì đây? Chanhanoglu đúng không? Chanhanoglu để chỉ số 93, sút phạt giỏi. Đúng rồi, Chanhanoglu. Chanhanoglu. Eco Nguyễn, đây là mùa BOE ra bên Trung Quốc đầu tiên mà đây. Tất cả các mùa lớn bây giờ gần như là sẽ bên Trung Quốc làm trước. Các loại mùa thẻ kiểu dị dị này bên Trung Quốc sẽ làm trước. Foden thì chưa, Foden chưa đến. Hàng này là hàng Carrasco à? Nhìn nổi. Quincy Promes. Rồi bây giờ tìm tiếp với chỉ số 93 đổ xuống. Có con gì CB bồ á? Qua lâu rồi. Con CB của bồ chỉ số 99 là con hàng Ruben Dias nhé. Hàng Bồ Đào Nha sẽ rất ngon trong đợt này. Quincy này. Rồi đây là ông này là ông cái gì nhỉ? Ông tự nhiên là quên mất rồi. Lúa mả ní Âu. Romagnoli. Romagnoli. Đây là con củ nồi nào đây? Áo luôn. Đây là gì? La cha lúa. Là con gì nhỉ? Mùa gì đây nhỉ? Rồi nó mới biết rồi. Đỗ Hoàn mùa gì đây? Ở đây là mùa BOE. Tất cả những cầu thủ đá hay nhất trong vòng loại Euro 20. Cẩu Man. Con này Jetlin á. Đâu, Jetlin cái nổi đâu. Mét 80 Jetlin cái gì? Đá hậu vệ và tiền vệ.
người Áo. Lozano cơ, đồ kinh chó. Lazaro thì đúng hơn, đúng. Lazaro đúng rồi, Lazaro. Lazaro thì được, chứ còn Lozano không phải. Lazaro đúng rồi, Lazaro. Thủ môn đã đâu, giật mình. Con hàng người Phần Lan, da đen xì. Kamala, Kamala là Camara. Kamala rồi, Camara. Phú Nguyễn chuyển rồi. Khẩn Thưa, Kante. Khẩn Thưa là yếu đấy. Vâng, chung là cả anh học 5 năm rưỡi bên Trung mà. Học 5 năm rưỡi bên Trung Quốc nên là anh biệt danh là lợn BK Bắc Kinh mà. Lợn BK, lợn Bắc Kinh. Con củ nồi ở đây nhỉ. Mấy con hàng người Ba Lan này, nhiều con đích nhất là gì. Piatek à? Đúng không? Christoph Piontek à? Cái đĩ ngựa. Đây là gì nhỉ? Cứ thứ chi à? Quên mất rồi. Đỗ Mo rô giá 7 tỷ à? Ừ, rô 7 tỷ. Đạt đô quất em ơi. Thế Nguyên. Nghe là tiếng Trung buồn đúng không? Đây là Golovin. Cứa lu quấn. Cứa lu quấn, cứa lua quấn, cứa lu quấn. Golovin. Guedes à? Ờ, Golovin. Guedes. Ờ, đúng rồi, cứa. Cứa tớ. Bị ngựa nha. Guedes. Guedes. Patrick Sertic. Đấy, Patrick Sertic. PayPay. PayPay. PayPay này. Goncalo Guedes, đúng rồi. Đấy, PayPay thì con này cũng được. Nhưng mà vẫn kém hơn mấy mùa LH các kiểu. Nên là nếu chơi team trung vệ bổ bây giờ sẽ là con PayPay LH với lại con Ruben Dias mùa BOE. Hàng này là Grand Chris. Cứa lán. Cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Bỏ bố đi. Chung sự kiện rút thẻ giờ không ngon. Ừ, hết ngon rồi. Sự kiện rút thẻ giờ toang lắm. Thụy Điển. Larsen. Larsen. Sebastian Larsen thì phải. Con này con gì đây nhỉ? Bồ. Quên mất rồi. Cái này đợt trước là con hay hay đá là con gì nhỉ? Ừ, cái đĩ ngựa. Bồ còn trung vệ nữa, khắm khắm. Theo chiến La Sơn là ok, ông Switch chậm, chậm mà. Đức có con ngon không à? Đức hình như là lở. Con này con hàng dâu Alan. Fonte á. Phân, ở đúng rồi, Phân Thưa. Ở đúng rồi, Fonte, Fonte. Fon, Fonte, Fonte. Gundogan, vứt, vứt, vứt. Đức Gundogan vứt. Andre Silva. Mấy con hàng lở. Ui, Morata chạy kinh đấy, mà tốc độ đánh không mạnh thôi. Trời ơi, Morata 1m90 này, 84 cân thì trung bình. Ai, Morata mùa ngon nhất đây rồi. Bật nhảy bình tĩnh, quyết đoán, thể lực sức mạnh. Thằng bằng thì ngu, đúng là yếu thật, con này thằng bằng ngu thật. Nhưng mà hàng này cộng 5 ngon vãi cả nhòi đấy nha. Ui, chạy này, tự nhiên là thành ngon. Tuyển Tây Ban Nha tự nhiên có tiền đạo cắm ngon nhé. À, sự kiện dương cực phẩm, dương cực phẩm ngon em ơi. Dương cực phẩm đấy là anh chơi đều lãi hết. Học Nguyễn MU con nào ngon không nhớ em ơi, anh chả quan tâm MU. Rồi đang quan tâm những con này tiếp theo. Đó là con hàng của Tây Ban Nha. Vâng, Lê Văn Mạnh à, lúc nào Việt Nam ra hãy hỏi Garena nhé. Mình không làm ở Garena bạn ạ. Đấy. Cho anh em con hàng team Tây Ban Nha, vừa chạy nhanh, vừa to khỏe và lại còn đánh đầu mạnh. Được con nó đấy. Điều của nó đấy, nên cộng 5 là thành 98. Ông nào máu là lên cộng 6 luôn, chỉ dưới 100. Chạy rất khủng nhá, đấy, chạy rất khủng luôn. Mỗi tội là thằng bằng ngu thôi. Hàng Chelsea giờ này đang khá khá. Hàng trung vệ người Bỉ, đó là con hàng, à được, trung vệ chó thì đây hậu vệ cánh là con Meunier. Meunier như nồi cút. Con này, Kepa. Kepa cũng ném bóng mạnh như người lớn, 1m86. Yếu vãi cả liều ra. Sức mạnh 59.
Nguyễn Nguyễn đúng, Thái Dúi có nhá về BOE rồi. Thái Dúi vừa mới ra mắt BOE, vừa nháy nháy xong. Con này con gì đây? Ginter. Ginter của Đức. Matthias Ginter, ngày xưa được coi là hàng trẻ ngon, bây giờ thì như nồi. Con là con gì đây? Pay thưa. Pay thưa khưa quấy trí là con gì? Người Croatia. Mét 93. Đây còn tầm. Kệ bố nó. Brozovic à? Brozovic yếu đấy. Ôi hàng nào bị săn này? À, lăng lơ của Barca. Thế team Barca sẽ có một hàng hơi ngon đấy. Ui hàng này được đấy. Hàng này đá phòng thủ theo dạng bắt bài tốt lắm. Hàng có chỉ số bình tĩnh cao hơn, quyết đoán bắt bài tốt. À, vào mục cài game để chỉnh nhé. FIFA China Việt hóa được à? Cài game như nào? Ở đâu? Đâu? Chỗ nào? Dây lan không em ơi, anh không thích. Lăng lê được này. Đây rồi, còn hàng Lindelof. MU cũng sẽ là có hàng ngon nữa. Nhưng chỉ số quyết đoán hơi cao, đá bỏ vị trí nhiều. Hàng Juve không quan tâm vào đây. Tôi đang xem theo chỉ số từ trên xuống dưới. Leroy Sané. -5.3. Hàng này thì thôi không quan tâm. Đã không vậy cánh. Vâng Văn Nam thôi em ơi, đừng hỏi linh tinh. Cái này dành cho Euro 2020. Con nào tham gia vòng loại Euro 20 thì có. Ôi, Alexander Arnold. Arnold lương 16 mua làm chó gì? Mấy tàu khựa săn làm gì? Bêu. Chỉ số 91. Toàn nhé, bêu toàn rồi. Bêu toàn hẳn. Trông thế này. Mét 85, 82 cân thì trung bình. Trên 5, trên 3. Mà tốc độ được cả dứt điểm từ xa. Các thứ ném bóng mạnh, các thứ vỉa má ngoài và dễ chấn thương. Tốc độ tạm tạm. Lực sút dứt điểm ngu. Vứt nhé. Bêu mùa lở, vứt. Đây là con Witsen. Axel Witsen thì hàng CDM tốt. Một hàng CDM rất tốt dành cho team Bỉ. Bỉ con này cặp với là con Vellini. Hến Đồ Sơn thì là không cần quan tâm. Thiago không quan tâm. Tài Chris ở đúng. Bale chỉ số ngu mà lương vẫn 17. Cao hơn hẳn so với bọn khác. Nhục. Đây gọi là sự nhục. Quá nhục. Con gì trong mặt bẩn này? Mét 92, chạy 92 luôn. Hàng vừa đá cánh vừa trung vệ. Đây là một lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cái thể loại gọi là à đây đúng rồi. Đá được có cả chạy biên, cả chạy cánh và LW đấy. Đấy, LW rồi thì RW, RB và CB, rồi sở CB chuẩn CB. Nhưng mà chỉ số lởm quá, nhảy kém với lại phòng thủ về bình tĩnh kém. Tá ớ chi cha thương là con gì của Christensen á? Đâu không phải đúng không? Không phải Christensen, con củ nồi nào đây, mét 92 là con gì nhỉ? Đan Mạch là con gì đây? Củ nồi. Đây là tứa lắn đây. Đây là Ni. Con này Hantenbeck á. Tá ớ sao lại Hantenbeck nhỉ? Không biết rồi. Dejan Lop. Lở. Ui, phôn phò bán như chó luôn. Chạy 87, ra tốc 71. Đúng con hàng yếu. Thôi rồi đi. Lương 17. Thể lực sức mạnh tốt nhưng mà phòng thủ ngu như chó. Thăng bằng yếu đuối. Linh hoạt kém cỏi. Chuyền bóng tạm tạm. Tốc độ ngu nồi. Dứt điểm lẩm phạch.
lực sút tàm tạ, sút xa như phò. Ui rồi ôi, ui rồi ôi, vứt nha vứt nha. Con này ông nào chơi cộng 8 thì chơi thẻ. Ông nào chơi cộng 8 con này thì may ra mới còn có tí chất. Chứ một cái thể loại gọi là củ nồi này thì 4-4-3 nhất, vứt vứt vứt.